Xe vậy mày. Đây. Đây. Đây ơi. Thành. Thành. Thành ơi. Đưa khói xe anh đây chứ xe vậy sao đây. Lô anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại channel của mình là Muối Admin. Bên cạnh mình là team mình nha anh em. Hôm nay mình đứng nhậu mới nghĩ ra một cái trò cho anh Tí Heo. Mới gọi anh Tí Heo rồi kêu nó ra làm clip mà giờ quay á cho nó nhiều. Anh em cứ muốn trò gì anh em hãy xem hết clip anh em sẽ biết nha. Đấy câu này anh em. Hello anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình là Muối Admin đây, phía sau mình là team của mình nha anh em. Hôm nay team mình sẽ thực hiện một cái màn thử thách là ăn bánh xèo tôm nháy nha anh em. Tôm nháy mình ăn. Giờ mình đây là mình có dẫn em đi à. Mình đây dẫn em mình đi ăn bánh xèo chứ tới chứ mình ăn không đâu. Team mình có ai ăn nó, ăn lại nó hết anh em. Anh em chờ mà mình đi mua bánh xèo cái đầu mình chạy về đâu. Nha anh em, giờ anh em mình thực hiện cái hạt nha anh em. Đang thổi mày đâu? Đây. Đeo số ông ơi chị. Anh em mình giờ tháo xe Tí Heo đây nha anh em. Muối này khá bình xôi. Áo mình đều hết rồi. Này nó cho con giò nó đi nữa mà giờ mình lấy khỏi cho nó dìa. Giờ nó dìa nó ấm á, trời là nay nó ấm. Áo mình đều hết luôn. Khỏi dìa. Cái này khá bình xôi luôn. Khỏi dìa luôn. Nha anh em. Áo luôn như xe dục dữ luôn. Bây giờ Tí Heo là mình phải cho nó chứ đỡ nó nó xe rồi nó mất chạy đó mà nên nó đi ở đồ quấn mình. Bây giờ là mình lấy đồ mình đi giấu hết rồi. Đây nha anh em, xe nó mình tháo xong rồi nha anh em. Giờ mình đi giờ mình cho nó anh em. Mấy nó nhậu xe rồi nó mất dữ quá. Rồi chị vậy. Lật ngứa lại, lật ngứa lại luôn. Hết luôn. Mua gì vậy? Làm cho nó dễ cho nó làm cho. Đây này, con đi, 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 đi đâu 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 đi đâ
xe giấy mà biếu nhậu đi mua. Xe giấy người ta đi mua. Đúng mày, nhẹ mày. Bớt cái bò, bớt nói tục ra. Đục luôn cái xe nó luôn cái nhậu. Xe giấy mà kêu xe của vợ rồi. Xe xuống lầu. Xe xuống lầu. Xe cũng có bánh xô này chứ. Tôi nói đậu mà bánh xô chứ thầy nào tháo. Ai biết. Ai biết. Tôi đưa tiền ông đi mua. Em trai thì người có nhiều điều yêu, giờ em ước mơ trở thành ca sĩ ăn cướp. Cho đẹp trai trong cuộc đời đẹp 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 luôn luôn kéo các thứ các thứ các thứ các thứ. Đẹp trai người có nhiều điều yêu. Dòng rìa thấy gì vậy? Nãy tao rìa đi vô muốn xèo xong rồi tao rìa thấy cái xe này nó lật ngược nó dọc yên chứ này bắt đầu nó bá lên đi diệt đó. Thì tháo đi rồi. Tháo nhờ xe mà giải mà tháo nhờ nãy ra mà đưa xe thấy giải mà. Thôi khỏi quay nữa nhậu. Khỏi quay mình gì vậy? Ôi gì vậy, mình khó quay nữa, tao cũng đóng cửa luôn. Ừ, mày nào bước được có mệt á. Gì mệt? Tôi là không đi qua, tôi đưa tiền mua cái gì là không thật, đúng không? Không biết. Không biết, không biết. Không quay thôi, tao cũng chưa. Nãy tao thấy, tao đi. Mà đi. Chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Chạy ngay đi. Quen nước, tao lo, quen nước. Quen mưa luôn. Quen mưa luôn. Không, giờ mình coi, mình cột cái dây vô, mình kéo đi nhậu. Ốc đâu tụ mày? Có ốc đâu mà ốc? Nãy giờ mày đi đưa xe thấy không có biển số mà. Xe đủ thẻ từ hồi giờ tới giờ mà đụng nó lẻ bay. Cũng khùng lắm, khùng ai biết. Nãy nó dám nó dày nè, bắt đầu đi lên đá thằng nào cho nó lật cái yên lại dày nè. Chô đủ. Nãy nó dám nó dày nè, bắt đầu đi lên đá thằng nào cho nó lật cái yên lại dày nè. Chô đủ. Mà thắc quyền mà nó gì đâu, chia mày nãy hôi vợ mày thử chạy ra giải mà. Chô. Chù sâu như hay là nhậu say rồi, đủ mất gì cũng không biết. Ông nhậu say rồi, tèm đá, tèm cái chơ. Anh em với thằng á. Em ơi. Gì em? Anh em với thằng á. Em ơi. Gì em? Gì ơi, tới chị gì cũng được. Gì ơi. Tao bị thương à, bác thường quán. Tao đi đường dưới không em. Lẽ mày đối chi đó, mày cứ đi đường dưới hoài nè. Mở mở cốt. Chìa khóa, có chìa khóa. Chìa khóa xe trước rồi. Mở nè, nó kiếm tình rác. Cái này quấn, cái này quấn boxing được này nhậu. Còn buồn không em? Sao đêm về lặng im một mình? Chuyện buồn chứ. Hôm nay chiếc này review coi chiếc cọp của đây anh em, đây là chiếc xe cọp của Tim Mart nha anh em. Sau này qua sau đây là màn review chiếc xe của Tim Mart nha anh em. Mẫu bài. Nè anh em đôn dơ này, đôn dơ này thấy nào anh em. Chị đi tán gái hết thấy luôn á nhậu. Đúng không? Dùng cái gì mà chiều. Em không có. Mọi sao đó thì người ta làm. Cái hủ chi tao sao? Ai biết cái rè thấy nó chảy mà ai biết mày. Mọi sao hai tao làm mà mấy nhưng mà chữ tao mà quấn tao. Tao đưa tiền mua anh chiều mà mày quấn tao. Chụp tốt đường xèo. Mọi đi. Mấy cái thằng á. Tao kêu em tao đi là anh clip hay là anh làm bánh xèo. Mấy ông kêu khó thì lấy xì lại. Thôi anh em mình đi về đây. Đi giờ. Giờ đây. Đi ra tôi quay tao đập kìa. À tôi quay mày đi đập tôi quay xe nè tao sợ. Khùng quá nè. Thôi đó. Đó đi ráp, đó đi ráp mày lên tôi quay vô tao ráp. 5 phút. Nhanh này. À vô lên tôi quay vô khùng hay hả? À? Tôi quay đây giờ nó không đáng bao nhiêu tiền mà đập bây giờ tao chứ. Bây giờ này. Thằng nào tháo xe nói. Tao đâu biết. Ơ mày đập đi, tao đéo thấy gì mà đập đi. Ơ đập đi. Quay lại báo công an mà đập xe. Đây tao có quay bằng chứng đây, mày có bằng chứng tao thấy chi mày không?
Đâu có. Rồi thôi hai mấy chị si thằng nào. Tôi không biết hả? Nói là tao từ trong quán ra là tao thấy giấy rồi. Gánh rồi, tao mới đi gánh xe. Gánh xe mà. Ờ vậy đó, mày lên tôi vô, tao đi gánh xe mày. Ờ. Cái đồ quần gánh à. Má mày nói tục với mày. Đây đây. Đây anh em. Thì quay tao mày, tao đưa tiền 4 xe rồi. Mày có tao mày. Điên đấy không? Đi, giờ, bây giờ đi, 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 đi rap. Nhanh. Lấy cái yêu này cho ai lấy nữa đã. Thì nào quen ai lấy tao nữa. Tao biết gì của tao mày. Ai quen. Mày không mới sao hả? Ai quen. Cái yêu nó rớt kìa, nó ai quen chưa? Tao đi biết của tao. Chi vậy không? Một phút nữa mà đeo có là đụng mày cái tư quyền rồi đó. Chi vậy mà chơi vợ đi chơi được hay thiệt vậy? Được chưa đâu? Chi cậu nhau. Chi vậy mà chơi chơi vợ đi chơi hay thiệt chứ. Lạc vào đồng cỏ xanh, thiên thần vai có cánh, cây lá thì có cành, em thì phải có anh. Thấy nó cười em nhu mì, anh như điện đất cầu chì, lóe lên một tia lửa, tia lửa mém cầu kỳ. Thiên đường. Thằng kia, tự do tôi quay có cái đầu đó mày. Bé đã cho nó tháo. Tao biết những gì đâu hỏi tao. Thôi đi đi đáp yên cho nó, đi đáp xì lại nó đi chứ. Bắt đầu niệm nha. Bây giờ hai mắt niệm đi đáp xì cho thằng tí mắt kìa. Đây, thằng này đang ngầu đây, nó quay cái việc trước. Giờ hàng này nó đáp xì cho thằng tí kìa, đập xì luôn mày. Đập đây thả, đập xì hết rồi. Đập hư hắt mày đáp. Biết mày biết đáp không lên? Mày biết đáp không? Dạng sơ sơ chạy rất một số cỡ nó với mặt xin nó là phải xin mình đâu mà đi à, tôi dạng hai gương nữa bia đây ở hai gương như này ở hai gương như đây đi đi bia này ráp sao dư dư ốc gì vậy dư ốc này dư này còn hai ốc trong đầu hai ốc ở đây hai ốc chỗ hai gương này hai ốc gương có dính gương rồi ráp xì dư ốc không đây thanh niên đây mày ra cái tờ đây hai bé mày mày chứ ai rồi cừ mày cái hồi nãy mà nó không cho vợ nó nè mua rượu về tao nó uống cạch ngang hả à, bây giờ nó uống chắc lại tao đúng không nó uống rượu giờ nó uống rượu lại tao đâu nó bia hơn đây nó uống rượu lại tao đâu đỡ mấy ly vodka kêu cho nó xem mình cột đây rớt nè. Ừ. Tu coi chia hay giá kia mình. Không, hoặc là tu không biết. Đâu. Thao cho em gì nhỉ? Nó đem gì nhỉ cả. Gắn đóng xuống mà quay ấy, quay một vòng ấy. Đây này, có xe mày này. Thấy không? Có gì không? Đông lắm. Ây xời. Con mày cái kìa. Làm gì vậy? Mày quay làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Bây giờ mấy anh em chắc cũng kết thúc clip tại đây. Nhưng đây giờ nó chữ quá, chịu không nấu. Thử. Anh em chơi không quẹo đi, chơi quẹo mày. Anh em thấy video này hay, đỡ lại cho kênh một like, một subscribe nha anh em. Bye bye anh em. Bye bye anh em nha.